Các chương trình về thiên nhiên, khoa học và động vật thường hướng người xem tới những cái loài động vật gần gũi, có những cái khả năng thú vị và có phần nào đó đáng yêu. Tuy nhiên, đó chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm rất lớn. Hôm nay sẽ hơi khác những cái tập trước, sẽ có phần nào đó đen tối hơn, khiến cho số bạn cảm thấy khó chịu. Nếu như bạn nào muốn xem một cái màu sắc nó tươi vui hơn thì hãy đón xem những cái clip khác trên kênh của mình. Còn với bạn nào mà muốn tìm hiểu về những cái phần u ám hơn về thiên nhiên thì hãy cùng mình theo dõi hết video này nhé. Trước khi vào chủ đề chính thì cho mình xin 3 giây dành cho quảng cáo. Đó chính là hiện nay mình cũng có làm cái dịch vụ về vệ sinh, bảo trì và bảo dưỡng điện lạnh. Bạn nào có nhu cầu thì xin liên hệ vào cái số hotline dưới đây nha. Ok, bây giờ giao việc. Hello, mình là Nam Ngô và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Zombie, sát sống là một tên gọi bắt nguồn từ nền văn hóa nhân gian Haiti thông qua sự điều khiển của một phù thủy theo đạo Voodoo. Ban đầu, chúng được mô tả là những linh hồn bị mắc kẹt trong thể xác của con người và bị điều khiển nên mới có khả năng di chuyển. Cái từ này được truyền tai qua nhiều thế hệ, nhiều dân tộc, người thì đọc sách, người thì xem phim, người thì nghe kể lại. Vì vậy, trong trí tưởng tượng của mỗi chúng ta sẽ xuất hiện một cái hình tượng xác sống khác nhau về ngoại hình lẫn tính cách. Các nhà làm phim đã cho những thây ma xác sống xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1932 với bộ phim White Zombie, những thây ma màu trắng. Gây được tiếng vang nhất là bộ phim Night of the Living Dead năm 1968, giúp cho khái niệm tưởng tượng này vươn ra tầm thế giới. Thậm chí là Michael Jackson cũng đã mượn hình tượng này trong bài hát Thriller nổi tiếng mà chắc chắn rằng ai cũng đã biết. Càng dần về sau, zombie xuất hiện rất nhiều qua các phương tiện truyền thông khác nhau như game, truyện tranh và cả ở những khu vui chơi giải trí, giúp cho cụm từ này trở thành văn hóa đại chúng khắp thế giới. Xét về mặt giải trí, zombie giống như là một idol với một cái lượng fan đông đảo. Vì xét về mặt khoa học, zombie có đáng sợ thật sự hay không? Theo như mình tìm hiểu, khái niệm này đã được khoa học chứng minh, nó đã và đang hiện diện trên nhiều loài động vật, khiến cho chúng trở nên điên loạn và tàn sát như những thây ma thực thụ. Và chắc chắn rằng trong chúng ta không ai mong muốn một ngày nào đó nó sẽ xuất hiện ở loài người. Loài vật đầu tiên chính là sơn zombie. Con ốc sơn kỳ lạ với hai mắt đang nhấp nháy màu xanh, thực chất là nó đã bị một loài ký sinh trùng tấn công. Loài ký sinh trùng này là Leucochloridum, còn được gọi là giun dẹp khoang xanh. Chúng xâm nhập vào cơ thể ốc sên ngay khi còn là ấu trùng và tiếp tục phát triển trong cơ thể của ốc sên. Khi trưởng thành, chúng sẽ di chuyển dần về phía đầu, mắt của những con ốc sên vật chủ, kiểm soát những cái tế bào thần kinh. Chúng khiến cho vật chủ trở nên nổi bật, dễ bị phát hiện bằng cách di chuyển liên tục. Những cá thể ốc sên bị nhiễm loài ký sinh trùng này có thể di chuyển nhanh gấp 3 lần bình thường, liên tục bò lên cao hay những cái vị trí thoáng đãng để dụ chim săn mồi vì chúng muốn hoàn thành cái vòng đời của mình. Loài giun này sinh sản trong ruột của chim, giải phóng ra bên ngoài qua phân chim và tiếp tục ký sinh vào ốc sên. Cho nên, khi các bạn thấy một con ốc sên bò nhanh thì cũng đừng có vội mà phấn khích vì chúng là loài ốc sên xác sống đấy nhé. Đối với con người, loài tò vò gần như là không có ảnh hưởng gì nhiều. Chúng không có cái danh tiếng là động vật nguy hiểm, nhưng đối với loài gián, đây quả là một cơn ác mộng kinh hoàng. Bởi vì chúng có khả năng ký sinh và biến loài gián thành những xác sống chính hiệu. Đầu tiên, tò vò cái sẽ tiếp cận một con gián, chích vào nó khiến nó bị tê liệt tạm thời. Đến lần thứ hai, chúng sẽ tiêm nọc độc vào não bộ của gián, bao gồm các độc tố thần kinh, khiến loài gián không thể cử động nổi. Khi độc tố có hiệu lực, tò vò sẽ bẻ gãy râu của con gián và hút máu của nó. Gián lúc này đã biến thành zombie và bị kiểm soát hoàn toàn. Bằng khả năng thôi miên điều khiển nạn nhân, tò vò dẫn gián đến một cái tổ đã chuẩn bị sẵn và đẻ một quả trứng lên bụng của con gián. Cho đến khi trứng nở, chúng bắt đầu xơi tái cơ thể của con gián từ bên trong ra bên ngoài. Khoảng một tháng sau, tò vò Ngọc Lục Bảo đã trưởng thành. Chúng sẽ xé rẹt rẹt cơ thể của gián như một tờ giấy và chui ra ngoài, đồng thời kết thúc sự sống của vật chủ. Gián đã là một cái nỗi ám ảnh cực kỳ lớn đối với rất nhiều người. Mà nay chúng còn là zombie nữa thì không biết sẽ kinh khủng khiếp đến như thế nào đây. Số 3 chính là giun bờm ngựa, ký sinh trên các loài côn trùng như bọ, châu chấu và đặc biệt là dế. Chúng có tên khoa học là Nematomopha. Khi trưởng thành, giun ký sinh ở ao và hồ. Chúng đẻ con ở dạng xoắn nhằm đầu độc các côn trùng khi uống nước ở đây.
Sau khi xâm nhập vào vật chủ, Junkon sẽ lớn lên trong cơ thể của vật chủ. Khi đủ lớn, chúng sẽ tiết ra các chất có khả năng phá hủy hệ thần kinh, bắt đầu kiểm soát tâm trí và biến con vật bị chúng ký sinh thành zombie. Các vật chủ sẽ tự nhảy xuống nước và đăng xuất. Lúc này, Jun bờm ngựa sẽ thoát ra khỏi cơ thể vật chủ. Ở trong nước, chúng sẽ đi tìm bạn đời mới và tiếp tục chu kỳ sinh sản. Đây có thể là nguồn cảm hứng cho bộ phim The Rain của Hàn Quốc, được công chiếu vào năm 2011, khi loài ký sinh này đã chạm một tay vào sự diệt chủng của loài người. Đây là một bộ phim hay về đề tài đại dịch và ký sinh, các bạn nên xem nha. Ngoài yếu tố về khoa học, thì bộ phim này còn tạo ra một cái viễn cảnh có thể xảy ra nếu thực sự loài này tiếp cận được đến với con người. Một nỗi kinh hoàng đến với nhân loại, nhưng mà chống chỉ định với những người đang ăn cơm nha. Với ba loại ký sinh kể trên thì mức độ tiếp xúc với con người được cho là an toàn. Nhưng với cái loại ký sinh này thì thật sự là có thể gây họa, vì nó sẽ ký sinh lên những con chuột phá phách có thể lẻn vào nhà bạn, ngoạ một phát vào chân bạn, ngay cả lúc bạn đang đi ngủ. Thì cái này mình bị rồi nha các bạn, giật hết cả mình luôn và sợ chuột tới bây giờ. Nếu bạn bắt gặp một con chuột nào đó đang vờn qua vờn lại với chú mèo nhà mình một cách kỳ lạ thì có thể là một zombie chuột đấy nhé. Vì sao lại như vậy? Là vì chú chuột ấy đã bị một loài Toxoplasma gondii, hay còn gọi là trùng công, tấn công và điều khiển mọi hành động của vật chủ. Chú chuột khi ấy không còn biết sợ mèo là gì, mà ngược lại, chúng còn trở nên yêu thích mùi nước tiểu của mèo và còn dựa vào mùi nước tiểu để đi tìm con mèo ấy. Điều này đôi khi khiến những con mèo cảm thấy khó chịu và tránh xa, trong khi những con mèo mạnh mẽ hơn sẽ xơi tái con chuột đang nộp mạng cho mình. Những tưởng đây là một bữa ăn no, sau khi mèo đã no nê, trùng công chuyển sang ký sinh trong cơ thể mèo và sinh sản trong ruột của nó. Trùng công cũng là tác nhân gây nên một trong những cái bệnh thường gặp ở mèo, và nó có thể lây sang cả người đấy nhé. Ở người, trùng công thường ở trong mô cơ thể như là cơ xương, cơ tim, mắt và não. Những người bị nhiễm loài này đôi khi bị mắc các bệnh như là tâm thần phân liệt, trầm cảm, rối loạn lưỡng cực và hội chứng lo âu. Cũng có thể do chúng chưa đột biến gen để có thể điều khiển được bộ não của con người làm theo những điều chúng muốn. Nhưng nếu 100 năm nữa thì sao? Đâu ai đảm bảo rằng bộ gen này sẽ mãi đứng yên ở loài chuột đâu. Trong thế giới tự nhiên cũng tồn tại một cái loại nấm ký sinh có thể biến vật chủ thành zombie, và chúng đang hủy diệt hàng ngàn đàn kiến từ những cái rừng mưa nhiệt đới của Amazon. Với một cái người mà nuôi và yêu kiến như mình thì đây cũng là cái nỗi e ngại cực kỳ lớn khi tiếp xúc với những cái dòng kiến từ nơi đây. Các nấm bào tử này bay lơ lửng trong không khí và bám chặt vào kiến thợ. Chúng đi qua những thảm rừng trước khi trở về tổ. Sau đó, nấm ma quỷ bắt đầu sinh sôi nảy nở trong cơ thể kiến, dần xâm chiếm nó và tiết ra một chất đặc biệt nhằm kiểm soát toàn bộ hành vi của loài kiến. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, loài nấm ma quỷ này không điều khiển não bộ của kiến, mà chúng chủ yếu kiểm soát các mô cơ. Đó là lý do vì sao khi bị nhiễm độc, một số con sẽ có những hành động kỳ lạ, thường là đi không xác định được phương hướng, một số khác sẽ rơi tự do từ ngọn cây xuống. Cuối cùng, con kiến xấu số này sẽ cắn hàm của nó vào một lá cây và chờ đến lượt sang thế giới bên kia. Khi kiến tử vong, nấm bắt đầu mọc lên từ đầu của kiến, tạo thành một bào tử nấm xù xì và rụng xuống thảm rừng khi màn đêm buông xuống. Tiếp tục phát tán bào tử để lây nhiễm những con kiến mới, tạo thành một đế chế của zombie đúng nghĩa. Việc loài nấm ký sinh mang tai họa thay ma đến cho sinh vật cũng đã được viễn tưởng hóa trong con game cực kỳ nổi tiếng, đó là The Last of Us. Khi nhiệt độ của trái đất tăng cao, con người tiến hóa và biến đổi gen khiến cho thân nhiệt trung bình vượt khỏi ngưỡng 37 độ C. Đó cũng chính là thời cơ cho các loài nấm có thể xâm nhập vào được và làm chủ não bộ của bạn. Ta có thể kể đến việc nhiễm ký sinh theo cấp bậc khiến cho con người trở thành một runner, những thay ma với tốc độ kinh hoàng, clicker thì đột biến về thính giác, chỉ một bước chân nhỏ của bạn cũng bị chúng nghe thấy. Plotter với một chiếc bụng đầy chất gây nổ, cơ thể đồ sộ như một bia đạn, hay chú tể Rat King với sự kết hợp của nhiều cá thể với nhau tạo ra một cái nỗi kinh hoàng đối với game thủ. Nãy giờ các bạn thấy sao? Riêng bản thân mình là thấy ớn ớn rồi đó. Nó không còn là trong trí tưởng tượng nữa, mà nó đã thật sự xuất hiện xung quanh cuộc sống của chúng ta. Chỉ có điều là nó còn quá nhỏ và chúng ta tạm thời không để ý tới nó. Nhưng biết đâu được, một ngày nào đó chúng nó sẽ tiếp cận được với bộ gen của loài người. Và các bạn có thật sự nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra trong tương lai gần hay không? Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn ở phần comment nhé, và chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi. Riêng bản thân mình thì đã từng nghĩ đến một trận combat với zombie, vừa sợ sợ vừa đã nữa. Và bây giờ thì
Cảm ơn vì đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.